Phát hiện ra thanh niên đang bỏ phong bì rất là nhiều. Trúng mánh luôn. Trúng mánh luôn. Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình sẽ có một hành trình từ thành phố Hưng Yên và thẳng tiến đến Kinh Môn của Hải Dương để mà dự đám cưới của hậu vệ Lê Văn Sơn, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Let's go thôi, xe đã đến rồi. Mình đã tới nơi nhưng mà thấy hơi hoang mang vì không khí khá là yên tĩnh. Nghe mọi người nói đây là nhà của Lê Văn Sơn, còn nơi tổ chức đám cưới thì là ở sân bóng. Không biết là như thế nào, bây giờ cứ đi vô trong nhà đã để kiếm nhà xong rồi sẽ tính. Thôi, một hành trình ăn cưới rất là thú vị cả nhà. Nhà có phông bạc. Nào đi vào xem nào. Ở đây rồi. Nhà hoành tráng phết. Nhà rất là lớn. Dạ con chào cô. Ủa bây giờ đám cưới là mình ở đâu cô? Đi mé này đó. Cứ đi hết rồi đây. Đi ra hội trường đây, đi rẽ trái không này ra. Rẽ trái lên là ra được. Dạ, đi ô tô chạy vào được cái gì? Ô tô đi được mà. Dạ. Chụp ảnh nhà, cũng có ảnh nhà. Dạ. Đây là lần đầu tiên con đến nhà Sơn. Dạ. Em cũng là đội bóng đá. Dạ, phóng viên ạ. Dạ. Phóng viên nhưng mà em ở Bắc hay ở Nam? Dạ, ở trong Sài Gòn ra. Bây giờ mới ra đây hả? Dạ. Anh chụp bằng được. Dạ, có mấy anh em cầu thủ. Vợ con thích. Dạ. Anh vào ăn luôn, mọi người bảo vào ăn chứ cổ đầy ra không ăn. Đi đâu kiếm chỗ ăn đi. Hay kiếm chỗ ăn khó hay chứ. Dạ. Mình mang một số một tờ tiền lớn đến cho gia đình. Chắc báo đài đài. Ừ, đến rồi. Đó. Mình đậu ở đây. Dạ. Đó, chỗ đậu bao la. Dạ, họ có chừng. Em xin. Phát hiện ra thanh niên đang bỏ phong bì rất là nhiều. Trúng mánh luôn. Trúng mánh luôn. Có tiền, có tiền. Đấy, cô dâu chú rể ở đó. Và nói thiệt với cả nhà là bây giờ thì mình phải làm cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là rút một cục tiền nè, xong rồi đi gửi cho mọi người. Lúc nãy cả anh Vlog Minh Hải rồi các anh em cầu thủ mà Gia Lai không lên đây để dự đám cưới kịp thì cũng đã nhờ mình. Rồi mấy anh em bên đội câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy nữa. Nói chung là giờ phải làm cái nhiệm vụ cao cả trước. Đây ạ, rút một xấp tiền để đi. Dạ đây là bố của Văn Toàn. Dạ. Đây kế bên là anh Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều gương mặt thân quen. Như đây là thủ môn Văn Trường, Trần Minh Vương, Triệu Việt Hưng. Tìm trong bao vây đón một dáng non ma thần. Tìm trong bao gặp đây là cầu thủ nhỉ. Bây giờ tôi
nói thật, nói thật ra nói này, cháu ơi, Vương ơi, bác nhận là mũi mũi cháu này, cái mũi huyền thoại ạ. Hôm nay Sơn lấy vợ. Rồi, chén đâu, rượu đâu, Sơn? Rượu đâu cháu? Rượu đâu, Sơn. Sơn mà sơ sảnh quá. Giới thiệu với cả nhà là đây là anh trai của Văn Thanh. Đây là mẹ Văn Thanh. Còn đây là mẹ của Văn Anh. Dạ đúng rồi. Cô áo đen là mẹ Văn Anh. Còn đây là bố của Văn Anh. Còn đây là chú Tạo là bố của Văn Toàn. Mọi người hôm nay đến để chia vui cùng với gia đình của Lê Văn Sơn rất là vui. Cháu ơi, chén thì có rượu. Đây là các bạn cầu thủ thì không phải nói rồi. Đây có một có thể nói là một đám cưới rất là vui. Và bây giờ thì mọi đừng biết sẽ nói lời tạm biệt chú Tạo cùng với rất là nhiều cô chú anh chị ở đây. Đây là các phụ huynh của các cầu thủ như là Văn Thanh, như là Văn Toàn, Văn Anh. Rất là vui hôm nay được gặp chú Tạo ở đây. Dạ, hy vọng rằng là đây mình có chia sẻ là mấy bữa nữa mà nếu mà Văn Toàn mà sang Hàn Quốc thi đấu là mời chú Tạo cùng với gia đình đi cùng với đoàn du lịch sang Hàn Quốc để mà xem Văn Toàn thi đấu cũng như là giao lưu với Văn Toàn. Hy vọng rằng là đoàn của chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp. Dạ. Thôi. Trước khi chia tay thì phải lên làm một tấm hình kỷ niệm ra. Đây là độc thân nè, độc thân nè, đó, toàn là độc thân không à. Hy vọng rằng là mai mốt là sẽ được ăn đám cưới của các bạn như là Minh Vương nè, Minh Hiếu nè. Đây là hết độc thân rồi. Không còn phải giới thiệu nữa. Anh con độc toàn thân. Độc toàn thân. Lên đi. Lên. Đây. Thế thôi, cũng quay xong rồi thôi. Tự nhiên nha. Rồi. Chúa năm sau ra tính nhau đưa hưng này. Phải đưa hưng này. Năm tới là lên được hưng đúng không? Cháu vào cả nhà ơi, có thể nói là một đám cưới rất là vui của Lê Văn Sơn. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ rời khỏi Hải Dương, quay trở lại Hải Phòng để đáp chuyến bay kịp cho cái đám cưới tiếp theo tối ngày hôm nay của diễn viên Huỳnh Quý. Ok rồi, let's go thôi. Tập thẻ Cool, đổi quà cực cool. Sẵn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa Cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gói siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool, thỏa thích khám phá, sang quà tươi vui. Sang ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Sang thẻ Cool ngay thôi các bạn ơi!